Ngoài công việc chính là tham gia các trận đấu gắn liền với mặt sân cỏ, một số cầu thủ bóng đá còn có nghề tay trái hái ra tiền. Thậm chí khi thị trường toàn cầu lao đao vì dịch bệnh, họ vẫn có thể kiếm lợi từ đây. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mọi thời đại. Bên cạnh là một tiền đạo xuất sắc trên sân bóng, anh còn được biết đến là một doanh nhân và nhà đầu tư năng nổ. Siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đã đầu tư vào 10 phòng khám cấy ghép tóc. Theo Forbes, định giá của doanh nghiệp này lên tới 85 triệu bảng, gần 2,5 ngàn tỷ đồng. Cristiano Ronaldo cũng có một số khách sạn tên là Pestana CR7 ở hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, với giá phòng khoảng trên 110 đô la Mỹ một đêm, tương đương 2,6 triệu đồng. Ngoài ra, nam cầu thủ sở hữu thương hiệu đồ lót với tên thương hiệu là CR7 Underwear. Có thể thấy, ngoài mức lương khủng từ công việc chính là bóng đá, Cristiano Ronaldo còn có thu nhập khá lớn từ nghề tay trái. Thomas Müller. Thomas Müller là cầu thủ bóng đá người Đức hiện đang chơi cho câu lạc bộ Bundesliga Bayern Munich. Ngoài là một siêu sao trên sân cỏ, anh còn có niềm đam mê với bộ môn đua ngựa. Ngôi sao của Bayern Munich đã kết hôn với vận động viên đua ngựa Lisa Müller từ năm 2009. Cặp vợ chồng này sở hữu hơn chục con ngựa nuôi tại trang trại ở Bavaria. Theo DW.com, hợp đồng bóng đá cấm anh cưỡi ngựa, song Thomas Müller dành thời gian rảnh để tập trung lai tạo chúng. Rõ ràng niềm đam mê đua ngựa của anh mạnh mẽ đến mức nam cầu thủ đã từ chối lời đề nghị từ các câu lạc bộ nước ngoài để không phải rời trang trại của mình. Đây cũng là một nghề tay trái khá thú vị của cầu thủ bóng đá. Zlatan Ibrahimovic. Vào năm 2015, Zlatan Ibrahimovic, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã ra mắt thương hiệu nước hoa cá nhân. Khi còn trẻ, anh từng chia sẻ bản thân không bao giờ dùng nước hoa. Song mọi thứ đã thay đổi, ngôi sao người Thụy Điển được cho là có chiếc mũi rất nhạy cảm. Vì vậy điều này rất phù hợp với công việc kinh doanh nước hoa. Theo Canalage, Zlatan Ibrahimovic hiện đang sở hữu khối tài sản 190 triệu đô la, tương đương 4.500 tỷ đồng. Lukas Podolski. Lukas Podolski là cầu thủ từng chơi cho các câu lạc bộ hàng đầu như Arsenal, Bayern München. Vào năm 2018 đã có một cửa hàng bánh mì Mangan Döner. Được biết từ một cửa hàng, nay tên thương hiệu Mangan đã phát triển thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Để tiết kiệm cho nghỉ hưu, ngôi sao bóng đá này đã mở rộng cửa hàng trên nhiều thành phố ở Ba Lan. Đồng thời, không chỉ kinh doanh bánh mì, Lukas Podolski còn mở tiệm kem, quán rượu và cả cửa hàng quần áo. Keisuke Honda. Keisuke Honda là một cầu thủ kiêm huấn luyện viên người Nhật Bản. Ngoài sự nghiệp sân bóng, anh đã khởi nghiệp từ năm 2012. Và những năm gần đây, việc kinh doanh của anh đã phát triển khá nhanh. Vào đầu năm nay, Keisuke Honda đã ra mắt một nền tảng toàn cầu để kết nối các công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư và các doanh nghiệp, người có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới với tên là Protocan. Trước đó, nam cầu thủ có dự án kinh doanh ghi âm giọng nói của người nổi tiếng, vận động viên và phân phối nó. Trong cuộc khủng hoảng dịch bệnh, các dự án về mạng xã hội của nam cầu thủ đã phát triển nhanh chóng, thu hút rất nhiều sự quan tâm với khối lượng người dùng khổng lồ. Vào năm 2018, nam cầu thủ này từng chia sẻ rằng bản thân rất bận rộn, có công ty riêng với 140 nhân viên và nhiều dự án đầu tư. Hiện nay, anh vẫn đang tiếp tục phát triển dự án kinh doanh của mình hiệu quả. Vừa rồi là 5 ngôi sao bóng đá có nghề tay trái hái ra tiền. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.